Có 5 lĩnh vực được đưa ra để lựa chọn chất vấn gồm tài nguyên môi trường, kiểm toán, công thương, văn hóa thể thao du lịch, giáo dục và đào tạo. Theo danh sách dự kiến, Bộ trưởng Bộ Công Thương có thể lần đầu tiên trực tiếp trả lời chất vấn tại Quốc hội theo nhóm vấn đề. Tại cuộc họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng 19 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, kỳ họp sẽ dành 2,5 ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho hay, từ đầu tháng 4 năm 2024, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản gửi tới đại biểu Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội để xem xét, gửi vấn đề chất vấn. Sau đó, qua theo dõi thông tin báo cáo tiếp xúc cử tri, báo cáo công tác dân nguyện và thông tin báo chí, ông Bùi Văn Cường cho biết có trên 10 lĩnh vực được tổng hợp để Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội xem xét cho ý kiến. Các cơ quan sau đó bỏ phiếu kín để chọn ra 6 lĩnh vực, trên cơ sở đó xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội chọn 5 lĩnh vực. Theo đó, 5 lĩnh vực được đưa ra để xin ý kiến là tài nguyên và môi trường, kiểm toán, công thương, văn hóa thể thao và du lịch, giáo dục và đào tạo. Ông Bùi Văn Cường thông tin. Trong 5 nhóm vấn đề này, Quốc hội sẽ chọn ra 4 nhóm để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7. Theo thông lệ, lĩnh vực nào được chọn thì Bộ trưởng, trưởng ngành sẽ là người trả lời chính, Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực và các vị tư lệnh ngành có liên quan ở danh sách chia lửa. Trong danh sách dự kiến nói trên, lĩnh vực công thương và kiểm toán lần đầu được dự kiến. Trước đó ở kỳ họp thứ 6, Quốc hội chất vấn theo các nhóm lĩnh vực chứ không theo vấn đề. Còn ở kỳ họp thứ 5, 4 bộ trưởng, trưởng ngành đăng đàn gồm Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lệnh, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Trao đổi tại họp báo về dự án luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Lâm Văn Đoan cho biết đây là dự án luật khó, phức tạp, tác động đến đông đảo người lao động. Ủy ban Xã hội đã tiến hành lấy ý kiến các đối tượng chịu tác động, đặc biệt là vấn đề bảo hiểm xã hội một lần. Về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội và bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới cải cách tiền lương. Hiện nay Chính phủ đã có báo cáo gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chúng tôi đang căn cứ theo đề xuất của Chính phủ để tính toán mức điều chỉnh trong luật bảo hiểm xã hội làm sao bảo đảm quyền lợi tối ưu cho người lao động trước và sau cải cách tiền lương. Đây là vấn đề khó, đòi hỏi cần phải có sự nghiên cứu thận trọng. Ủy ban Xã hội đang phối hợp với các cơ quan để tiếp tục nghiên cứu để trình Quốc hội phương án tối ưu nhất. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết. Về đề xuất mức tham chiếu tính bảo hiểm xã hội thay cho mức lương cơ sở đóng bảo hiểm xã hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội nhấn mạnh, theo tinh thần nghị quyết số 28 NQ-TVK của Trung ương, khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở. Mức lương này đã được sử dụng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, tính hưởng lương, trợ cấp xã hội và nhiều chính sách khác. Đến mùng 1 tháng 7 năm 2024, mức lương cơ sở sẽ được bãi bỏ và Chính phủ đề xuất sử dụng mức tham chiếu tính bảo hiểm xã hội. Trả lời câu hỏi về mức tham chiếu cụ thể, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội cho biết, hiện nay các cơ quan Chính phủ đang tính toán các phương án phù hợp để làm sao mức tham chiếu không thấp hơn mức lương cơ sở và các cơ quan Quốc hội cũng đang tiến hành xem xét hoàn thiện vấn đề này. Do đây là vấn đề tác động lớn tới người lao động, người nghỉ hưu nên việc tính toán mức tham chiếu cần được tính toán chặt chẽ. Liên quan đến thị trường vàng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế Phan Đức Hiếu nêu rõ, trong báo cáo thẩm tra kinh tế, xã hội, Ủy ban Kinh tế đã kiến nghị với Chính phủ về vấn đề này, trong đó quan tâm đến hai nhóm giải pháp đó là trước mắt phải bám sát điều chỉnh thị trường vàng cho phù hợp, nhưng căn cơ hơn là chính sách, Chính phủ phải khẩn trương rà soát tổng thể về cơ chế, chính sách quản lý thị trường vàng để sửa đổi kịp thời.